Hoàng Thịnh xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Hoàng Thịnh sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bông sen. Bố cục gồm có một bông hoa ở bên góc này và một bông hoa ở bên góc bên này, hai bông hoa, một bông bút và một bông nở. Song song đó ta vẽ những chiếc lá sen và những chiếc nụ. Thì hôm nay màu của chúng ta để bông hoa gồm có màu hồng từ thanh long đỏ, màu xanh từ màu xanh matcha, màu vàng, một chút màu vàng để bơm nhụy. Và sau đây là các bước thực hiện. Trước tiên, để làm một cái bông hoa sen thì chúng ta phải tạo một cái nhụy. Ở bên phía tay trái của tôi sẽ khoét một lỗ, một cái vòng tròn. Nhụy hoa sen thông thường thì nó là to. Nếu như các bạn có thể vẽ được thì dùng kim để vẽ một cái vòng tròn, cũng không cần tròn lắm. Sau đó ta dùng một cây muỗng có đầu nhọn để ta khoét một lỗ để làm nhụy. Ta cắt từng chút một. Sau đó ta dùng cái thìa này gõ vào nước nóng. Để làm mịn, ta dùng khăn giấy để thấm hết nước trong cái lỗ vừa khoét. Bước tiếp theo là chúng ta tạo những cái nhụy hoa bao xung quanh. Ta bơm những cái nhụy chung quanh cái nhụy tròn này, bơm thẳng xuống bao quanh cái nhụy. Những cái nhụy này nó đều và nó thích, nó ôm vào nhau. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thay kim. Đây là kim cánh sen nhỏ. Ta gắn kim thật chặt vào. Bước tiếp theo là ta bơm cánh hoa. Thì cái kim này đưa vào trong sát cái nhụy này. Nó có khuynh hướng là ôm vào nhụy. Do đó chúng ta đưa vào đây nha. Xong, cong tay uốn vào trong. Uốn vào trong. Xong lớp cánh thứ nhất,
lớp cánh thứ hai, ta bơm so le với lớp cánh thứ nhất, nhưng vẫn có khuynh hướng là ôm vào trong, nhưng mà ôm vào lớp thứ nhất thôi, không ôm vào những nhé. Tiếp tục ta thay kim lớn hơn và bắt đầu ta bơm cánh nó lơi dần ra ngoài, vẫn là theo ôm sát cái chân nhị. Bước tiếp theo, ta dùng kim y tế bẻ cong để vẽ những chiếc lá bao quanh cái bông sen này, bằng cách là ta cho cây kim vào và ta quay một vòng. Những lá sen này có thể xếp chồng lên nhau. Với bông hoa thứ hai, chúng ta làm những cái búp ở chính giữa. Tiếp tục ta tạo những cánh hoa, ta thay kim nhỏ trở lại để làm những cái cánh ở bên trong. Trước tiên là ta cho cái kim luồn vào phía dưới cái nụ này, cố gắng luồn những cái cánh hoa này phía dưới cái nụ. Ta cũng vẫn luồn kim xuống phía dưới để tạo những cái lớp cánh ở phía sau. Ta luồn kim cho những cánh hoa này phía sau nó hơi xòe ra. Ở góc trên này chúng ta tạo những cái nhụy, những cái nụ nhỏ, bằng cách là ta dùng một cây kim nhỏ, cây kim cúc của một bộ kim khác, bộ kim cúc
vẽ một đường cong như chữ C, xong sau đó có những cánh nghiêng cánh để tạo một cái hình chóp. Sau đó ta lọt ở phía trên. Ta vẽ tiếp những cái nụ, những chiếc lá cho cái nụ này bằng cách là ta cho kim luồn vào cái phía dưới nụ. Sau đó chúng ta làm hai chiếc lá đưa qua hai bên. Tương tự, cái nụ bên đây chúng ta cũng làm y như vậy, luồn kim vào phía dưới. Sau đó chúng ta tạo cho nó một chiếc lá. Tiếp tục ta đăng ký những chiếc lá hay là rong rêu xung quanh để tạo sự hài hòa cho cái ao sen. Sau khi làm xong, chúng ta dùng cái đầu của cây kim y tế này để gạch những đường ngang, đường dọc, tạo độ ma sát để đủ lớp lế nền. Sau đó chúng ta thấm cho thật khô, lau cho thật khô để đổ lớp lế nền.